Khi ấy Xá Lợi Tử bảo Thiện Hiện, lành thay nếu các Bồ Tát có thể tùy theo câu hỏi mà trả lời như vậy là nhờ những oai lực của Ba La Mật Đa nào mà được thành tựu. Thiện Hiện thưa, đây là nhờ oai lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành tựu. Vì sao? Vì nói tất cả pháp không sự tùy thuộc là chính nhờ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thông suốt được tất cả pháp không sự lệ thuộc. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát nghe lời như vậy, tâm không hoang mang, cũng không nghi ngờ thì nên biết Bồ Tát này có thể trụ được hạnh trụ như thế, không xả ly, cũng có thể không xa lìa ý nghĩ đại bi. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu các Đại Bồ Tát trụ được hạnh trụ như thế, có thể không xả bỏ, cũng có thể không xa lìa ý nghĩ như vậy, thì tất cả hữu tình đều chính là Bồ Tát. Vì sao? Vì tất cả hữu tình cũng trụ hạnh này và ý nghĩ này, thường không xả bỏ tánh bình đẳng của Bát Nhã Đại Bi. Vậy thì các Bồ Tát dùng các hữu tình lẽ ra phải không sai khác. Thiện Hiện thưa, lành thay, tuy rằng giống như hỏi tôi nhưng mà giúp cho tôi được hiểu nghĩa. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tất cả hữu tình không có tự tánh, nên biết trụ và tác ý như thế, cũng không có tự tánh. Tất cả tánh hữu tình xa lìa, nên biết tánh của trụ và tác ý như thế cũng xa lìa. Tất cả hữu tình không biết rõ, nên phải biết trụ và tác ý như vậy cũng không biết rõ. Do nhân duyên như vậy, các Bồ Tát này trụ và tác ý như thế không xa lìa, cùng với các hữu tình cũng không sai khác. Nếu các Bồ Tát biết rõ như thế, không bị trở ngại, thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ý của tôi là muốn làm cho tất cả Bồ Tát đem ý nghĩ này thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa.